Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải nè mày. Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ nè mày. Hôm nay này Khải sẽ soi set đồ của cao thủ của Tống Kim. Hôm nay được top 3 đó là Gia Cát Lượng nha anh em. Rồi, tới là Khải soi set đồ Khải sâu nha. Rồi, Gia Cát Lượng thì hôm nay thì đánh cho mình được 221 mạng và nộ sơ 76 và tử vong 32, liên chạm 24. Đó anh em thấy không? Rồi, cho anh em xem set đồ Gia Cát Lượng. Như Khải thả biết thì Gia Cát Lượng này là cung lôn nha anh em. Gia Cát Lượng này là cung lôn nha, đúng không? Ấn đồ, đội phá mục tiêu rồi. Gia Cát Lượng ở đâu? Sao thấy phái gì vậy ta? Rồi, trước khi anh em suy đoán phái gì thì anh em cứ xem set đồ đã tính tiếp nha em. Hiện tại đang sử dụng mình một set đồ theo Khải nhìn thấy đây là một con nón 90 9 kháng hỏa và 40 chón sinh lực cao. Và một cái phi đao 15 kháng hỏa và 20 chón. Thì ok, cảm ơn Khải ơi. Thì tính ra đợt này được 60 chón rồi. Và đang đi một gia truyền sinh lực cao 135. Ôi quá đẹp, khả nghi vật này một là con lông xét hay là giỏ đan thôi nè. Áo kim được kích nón và vũ khí là vật này được 60 chón rồi. Bao tay làm 140 dòng 2. Ngọc bội này sinh lực cao. Chón 20 từ nhẫn và kháng hỏa từ đại lưng thì tính ra vật này được khoảng 80 chón nè. 20 này, 20 là 40 này, 80 chón và 40 làm chậm từ bao tay. Chết ban lùm kèo. Ok anh, cảm ơn Hiếu Võ nha em ơi. Ok, cảm ơn Hiếu Võ vào net anh nha. Vào donate top 1 nha. Nhẫn kháng lôi 15 sinh lực cao. Giày 36 ơi, sinh lực 136. Đặc này con lôn xét à. Ông ơi, được Khải hỏi thì nè, một là con lôn xét hay là giỏ đan thôi nè. Hoặc là thiên nhẫn thôi nè. Tầm này chỉ có những phái đó thì mới có thể leo lên top thôi. Anh em. Ok không? Thêm. À, đặc này là con lôn xét nha anh em. Đặc này là con lôn xét nha mọi người, nhưng mà trên bảng không xếp hạng nên Khải không biết ấy, chắc là với đầu tên. Đó, tính ra thì set đồ này thì auto sinh lực anh em, là Khải nghĩ là côn lông xét là giỏ đan từ đầu là chuẩn rồi anh em. Đó, tính ra 80 chó anh em. Những set đồ như thế này á thì nhiều anh em bảo server sao đồ cùi, thì ra server mới ra open khoảng hơn 15-20 ngày thôi anh em. Nên là những món đồ như thế này gọi là đẹp rồi anh em. Đó, đỡ mà hơn thì anh em phải đợi thêm vài tháng nữa thì mới ra. Tại vì server này đồ tím mà. Đó, nón chón nón này Khải nghĩ chung 2-3 kim. Cái vũ khí này khoảng 1 kim. Áo này khoảng tầm 1 kim rưỡi. Gia truyền này Khải nghĩ cũng tầm 700-800 xu 1 kim đấy, sinh lực cao. Bao tay này thì Khải nghĩ chắc cũng tầm 200 bạc kim, làm 140. Ngọc bội này sinh lực đẹp, Khải nghĩ chắc cũng tầm 1 kim. Để mua những trang sức sinh lực cao như thế này, server tầm này 1 kim khoảng 70k. Nhẫn này chón 20 dòng 1, Khải nghĩ chắc khoảng tầm 500 xu, nỗ lực cao. Đai lưng này kháng hỏa 19 thì hơi thấp, sinh lực hơi thấp. Chắc là ông lên đảo sớm quá, chưa được cái đai nào hết. Nhẫn này khá đẹp, đem sinh lực cao, kháng hỏa 15. Dây này cũng được vậy, nói chung là cung lôn build đồ như thế này quá pin rồi nè. Auto sinh lực trên 13x nè, quá đẹp. Rồi, anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho cao thủ Gia Cát Lượng, là một cao thủ côn lôn xét nè. Một like chia sẻ cho nha em ơi.